rồi thấy không? Trả lời nha. Nghe chú Vinh nói mày không tới mà. Mà phải tới chứ sao không tới được. À vậy hả? Con tới đi chú Vinh. Sao bao nhiêu sự đó cuối cùng cũng đã được hơn rồi nha. Vô chỗ ngồi. Ổ mày. Tao hơi hồi hộp mày ơi. Bởi vì mày không có kinh nghiệm gì hết. Làm hết. Lấy bình tĩnh. Mới quá quậy đám cưới thôi. Ổn hơn rồi, ổn hơn nè. Không có gì lo lắng hết á. Đừng có hồi hộp, trước sau gì nó cũng là của mày nha. Đó, con gái á phải để cho người ta từ từ. Đó, mấy cấp càng lâu người ta càng đẹp nha. Dạ. Ủa? Ai vậy ta? Chắc ai bên họ hàng mình thôi mà, có gì đâu. Chắc ai đâu. Điểm xấu rồi con. Mọi người ơi! Cô dâu tới chưa? Cô dâu mất tích rồi. À. Mất tích hả? Hương. Bó bông. Sao rơi đây? Rồi cô dâu đâu? Chết rồi. Hồi nãy con đi vô phòng, con thấy có bóng người xẹt ngang qua cửa sổ á. Mà chị Hương mất tiêu à? Có khi nào? Trời ơi. Tại sao phụ nữ nhà này gặp chuyện hoài vậy ta? Hả? Có bức thư trên bàn. Có khi nào của đám bắt cóc tống tiền nó để lại không? Lấy coi. Chồng yêu ở nhà đợi vợ tí nha. Vợ ra đăng ký sim 4G Viettel để lát đám cưới mình livestream cho nó mượt. Mất công 3G coi nửa chừng nó gián đoạn như các bạn nữa. Yêu chồng. Trời ơi. Tưởng có gì kịch tính thì đó, làm con tính làm ngầu. Trời ơi, thiệt hình mấy đứa này. À, nãy giờ ai coi clip mà bị đến đoạn lắc lắc là có bị lừa không nè? Hồi nãy tới giờ Hương đi mua sim 4G của Viettel nè. À, tất cả các bạn khán giả hay dùng điện thoại di động và coi bằng sim 3G á, thì đôi khi bị lắc, hãy chuyển sang sử dụng sim 4G của Viettel nhé các bạn. Chơi gì thì chơi, đừng chờ gì thiếu 4G Viettel. Mi Max 4G, sống khỏe giá rẻ. Không biết đường, không sao, có Google mà. Đường đi tới núi Đà Lạt. Đi thẳng 200m nữa, quẹo trái. Ok. Phố núi thẳng tiến. Là tới. Chết tôi rồi. Dưới đây sâu không ta? Có ai vui không? Có ai trên đó không? Ê, con người, con cứu tôi, Mày đi tự tử, mày còn kêu cứu nữa là sao mày? Trời ơi, có tự tử đâu. Tôi đi theo Google Maps, nó chỉ tôi xuống đây luôn à. Trời ơi, ở đây 3G sống yếu lắm. Thôi đi, đứng nữa làm gì nữa, đi kiếm dây tóc đầu đi. Nhanh nha. Hên quá, có người cứu chứ không gớt xuống đây là tan da nát thịt luôn á trời. Chụp lấy bạn ơi. Ủa gì vậy? Gắn cái sim 4G vô rồi mở màn lên, nhờ bà Google bà chỉ tiếp. Muốn có sóng mạnh thì phải dùng sim 4G của Viettel. Ê, ví dụ cái sim thì mình kéo nó lên mình nói cũng được vậy. Giờ cuốn nó trước chứ. Nãy sao mày không nói? Mày lấy cái dây thần đi. Phải dây thần chứ. Quay! Cứu tôi! Quay! Cột cho chắc vô, rồi thả dây xuống cứu người. Ok. À, có mạng rồi.
buông tay rơi tự do thẳng xuống dưới chứ còn đường đâu mà đi a hi hi. Bây giờ cậu nghĩ cái dây này mình làm cái gì? Mày làm cái quái quỷ gì vậy? Cơ hội cuối cùng. Là nó rồi, mình đã có cách. Bạn ơi, tại sao như thế này được? Chuyện là vậy, cái quá trình mà tôi vô đây á, nó thực sự là trông gai và khó khăn. Bây giờ tôi kể là bạn rối, bạn hiểu không? Bản thân tôi kể tôi cũng rối nữa, cho nên bây giờ cái điều quan trọng mà tôi muốn hỏi các bạn á, tôi muốn xin bát wifi. Nghĩ sao trong rừng mà có bắt wifi? Đi chỗ khác chơi. Chỗ này không phải là chỗ chơi nha. Chỗ này rất nguy hiểm, được canh gác rất là nghiêm ngặt. Không phải em muốn vô là vô. Ừ. À, vậy thôi. Cảm ơn, cảm ơn. Đứng lại, đứng lại. Đi đây. Nhìn cái bộ dạng này là mày vô đây làm gì? Tôi nói rồi đó, xin bắt wifi. Ở đây làm gì có wifi? Thì đó, không có wifi thì thôi. Đừng lại. Bộ mày chưa bao giờ được nghe. Sim 4G của Viettel à? Mi Max 4G, sống khỏe giá rẻ. Dùng đi. Sim 4G Viettel. Ở đây xài cái này, sống mới mạnh. Đúng rồi. Tôi biết cảm ơn mấy anh bằng cái gì đấy. Trời ơi, bữa cơm được rồi. Đúng rồi, tính toán chị. Ừ. Cảm ơn. Ê, tính ra là hai đứa mình tiếp tay cho nó bắt mình hả? Ờ, nó hứa trả có một ngày cơm mà bây giờ nó trả nguyên một đời người ăn cơm tù luôn. Đi. Từ từ. Từ từ. Chà chà, mấy bạn thân của tôi, ngày hôm nay tôi muốn nhờ mấy bạn là tạo một cái sinh nhật bất ngờ cho bạn gái của tôi. Được, được, đấy, đấy, đấy. Kế hoạch sao? Kế hoạch là vậy. Bây giờ cầm máy này trốn trong phòng, tôi chỉ cần mở nhạc lên Happy Birthday là nhào ra là bắt đầu bắn cái này, xịt cái này, bánh kem đưa vô mặt rồi bắt đầu chúc mừng sinh nhật. Ê, nhưng mà tao muốn thay đổi lại chút xíu cho nó khác biệt được không? Ừ, góp ý. Chúc mừng sinh nhật hoài thấy nó bình thường quá. À, cũng đúng. Ừ, bây giờ làm vừa hào ra một cái là chúc mừng gia đình hạnh phúc giàu sang phú quý. Đúng rồi. Hay. Trời ơi, lạ mới lạ mới lạ. Nhưng mà nhớ chúc mừng sinh nhật. Ơi, em ơi, vô. À, đợi anh chút, đợi anh chút. Vô. Anh ơi. Rồi rồi, ra liền. Vô đây. Anh rủ em qua đây có chuyện gì thế? À, ngày hôm nay anh có một cái bất ngờ dành cho em. Thật đó hả? Thiệt, nhưng mà trước tiên em phải thưởng cho anh cái nha. Ôm cái coi nè. Chưa. Em đếm 5 giây thôi là được. 5 giây thôi hả? 5 giây. 1, 2. Chưa. Sao lâu quá ta? Hey. Thôi. Anh làm cái trò gì đấy? Thủy. Chị hai. Đi về nhà gấp. Nhà mình bị phá sản rồi. Happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật giàu sang phú quý, gia đình hạnh phúc. Rất ngọt. Đi vui, rất ngọt, ha, rất ngọt. Yeah. Vui. Mà mặt cái bóng cầu kìa, Vui. Gia đình hạnh phúc, giàu sang phú quý. Chơi gì thì chơi, đừng chờ gì thiếu 4G Viettel.
Gắn sim vô đi. Rồi kêu Google chi tiếp. Google. Cái mày chỉnh là luôn hả anh? Không, Giang,